Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi là mình đã thực hiện đồng thời hai cuộc chiến, đó là cuộc chiến với người anh em Áo và mình đã giải quyết được khá nhiều rồi. Bây giờ Áo chỉ còn một cái thành ở đây thôi. Có điều là quân của mình bây giờ cái này nó cũng đang bị thương vong. Thương vong khá là nặng. Để mình tính xem nào. Bây giờ mình sẽ cho những đơn vị nó thương vong một xíu để sang bên này. Có thể là mình sẽ đánh tiếp trận lớn luôn. Cho bớt những cái đơn vị nó bị thương vong nặng nặng xíu sang. Đội xuống trường thì vẫn ok. Để có thể mình sẽ đánh tiếp trận nữa luôn thì thôi rồi. Yes sir. Để ông spam hot đây rồi. Vẫn bị thương nhưng mà đỡ hơn một xíu. Những quân đoàn bị thương thì nó sẽ có cái cờ bị rách rách như này. Nếu mà quân đoàn nào không bị thương thì nó sẽ có cái cờ liền như thế này. Đấy. Tập trước thì chúng ta đã đánh chiếm được thủ đô của Đan Mạch và chúng ta đã kiểm soát được vùng này. Mình nghĩ là mình sẽ giải quyết lốt anh Áo này để thống nhất nước Đức. Thống nhất các cái dân tộc, các quốc gia nói tiếng Đức về một là quốc gia lãnh thổ thôi. Và kế hoạch của mình nữa là ở đây mình có thể mua được quân này, thậm chí là quân đời cuối luôn này, đời 4 luôn này. Pháo binh nữa. Pháo binh thì không thể mua được pháo phản lực rồi, phải về thành chính mới mua được. Thì ở đây mình đang phát triển hải quân và thực tế là ở tập trước thì mình đã bắt đầu phát triển hải quân đây rồi. Đây, bắt đầu mua cái đội thuyền chiến rồi. Có một cái điều là mình xem thì mình thấy quân Đức nó không có cái đội pháo thuyền ném bắn rocket. Đây là một cái điều bất lợi cho mình. Mình rất thích cái đội thuyền bắn rocket bởi vì hải quân của Đức chưa bao giờ là mạnh so với hải quân Pháp và hải quân của Anh cả. Tất nhiên là khó khăn thì nó khó khăn rồi, nhưng mình sẽ cố gắng để làm sao đó, bằng một cách nào đó mình sẽ tận dụng những cái lợi thế của mình có được để mình một lần nữa lần đầu tiên đưa người Đức thống trị trên biển, xoán ngôi của người Anh. Tôi nói thế thì đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trận chiến cuối cùng với vị thống chế chỉ huy tư lệnh tối cao của quân đội Khan von Unterrichs, người là có thể nói là tướng mạnh nhất của quân Áo. Và trận này thì không dễ dàng đâu, nhưng mà mình thử một phát xem được. Ám sát ở ông đấy thì mình sẽ đánh dễ dàng lắm, nhưng mà không được rồi thì thôi. Trận này là trận chiến, mình sẽ đánh một cái trận chiến lịch sự, mình không cho quân đoàn kia vào tiếp viện. Trận này thì trận này quân pha Áo rank của nó rất cao nhá, đồng thời nó lại là một cái tướng chỉ huy cực giỏi. Các bạn sẽ thấy là quân Áo ở trận này nó sẽ đánh khác hẳn với những trận trước mình đánh nó. Khi nó đánh được chỉ huy bởi một tư lệnh tối cao thì tuy nhiên chúng ta có tư lệnh pháo binh Stamhot. Thời tiết khá là đẹp. Trận này thì mình chưa biết bố trí như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là địa hình nó ở đây nó có một cái gò không cao lắm đâu, nhưng mà có lẽ là tránh được kỵ binh. Đây, chúng ta sẽ đứng ở đây và ủa, nhưng mà gần nhau như thế này á, mình thấy không vui tí nào luôn cái địa hình này luôn đấy. Bên này thì ổn hơn này. Nó bố trí pháo binh ở lệch hết sang một bên. Được, vậy thì chúng ta lại có cách để chơi với nó rồi. Địa hình của mình thì duy nhất có một cái vùng chỗ này là có thể đặt được pháo binh là cao hơn một xíu. Mình đặt ở đây à? Nhưng mà pháo binh thì nên đặt ở giữa thì để có thể nó bao quát chiến trường tốt hơn. Đây. Trong trận này là chúng ta, hai bên bắn được nhau luôn này. Rất nguy hiểm, mình chưa biết đánh kiểu gì. Hai bên bắn được nhau luôn như thế này là nguy hiểm lắm ấy. Đấy, mà mình thì không để tướng đây được, để tướng đây nó phơi chết tướng luôn đấy. Mình sẽ cho bộ binh mình đánh tạt sườn từ cánh này sang. Tướng Stamhot này là tướng đầu tiên đi chiến trận của mình. Và ông ta lên rank nhờ đánh trận chứ không phải là luyện cấp ở thành. Lên tướng 9 sao nhờ đi đánh trận.
Phải nói là ông ta có thể nói là một tướng dày dặn kinh nghiệm luôn. Có thể tạm tạm hiểu như vậy. Chúng ta sẽ di chuyển lên cái vùng đồi này đã. Các bạn có thể nhìn thấy đằng trước của chúng ta có một cái điểm sáng sáng này. Đấy chính là một cái gò đồi. Và chúng ta sẽ di chuyển quân lên đó để chống tấn công, chống pháo binh của đối phương. Nhưng trận này cũng được chỉ huy bởi quân rất mạnh nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Chết rồi, quên mất không điều khiển bộ à, đây rồi, kỵ binh của mình. Nhưng mà không sao. Mình sẽ cho bộ binh của mình di chuyển, bắt chúng nó phải di chuyển theo. Nó đang di chuyển ra hướng kia kìa. Chuyện thể di chuyển luôn hướng này. Nó đang bỏ pháo à? Bắt ngay khẩu pháo cho. Ôi, nó có kỵ binh. Khôn vãi trưởng nhỉ. Kỵ binh của nó mạnh phết đấy. Stanhope thì cứ đứng đây đi. Căng nhỉ, chúng nó di chuyển kiểu gì ấy nhỉ? Watson bắn qua đây à? Hướng bên này tiến nhanh lên cho anh, nó đang bắn vào hướng kia. Yên tâm, nó chưa bắn được, nhất là đội này quỳ bắn nó không bắn được đâu. Có điều là hai đơn vị quân của mình đang hơi xa nhau đấy, không cẩn thận là mình sẽ ăn đòn. Không kịp tiếp viện cho nhau là ăn đòn đấy. Nhưng mà bạn nhớ nhá, không bao giờ cho kỵ binh tấn công mà không có bộ binh yểm trợ. Đây, bộ binh của mình đã tiến sát đến đây rồi. Nó đang chạy đến đây à? Rồi, đã xong. À, nó bắt đầu tấn công ra hướng này. Đến bên này. Rồi, giờ thì làm sao? Giờ thì chúng là như thế nào? Tầm gần không lã được. Xử lý với đội pháo cho anh. Kỵ binh của nó không làm gì được đâu. Sao bộ này bị mất tinh thần ác thế? Ôi, pháo binh của mình bên kia chưa kịp lên. Đây, xử lý nhanh cho anh. Nó chỉ như khôn vãi trưởng luôn đấy, đúng là tư lệnh quân đội áo ha. Wow, sao kỵ binh nó lì thế nhở? Sao vào đây? Bọn áo nó dồn xuống sang bên kia rồi. Giải quyết nhanh cánh bên này cho anh. Liều ăn mới được nhiều. Rồi, xong vào. Ôi, bọn này lao thẳng vào họng pháo mà không sợ à? Đúng là tinh thần chiến đấu tuyệt vời luôn. Ôi, được đấy, được đấy, được đấy. Xong rồi. Ăn luôn. Anh em, ăn luôn đội pháo của nó. Bộ binh của mình máu chiến không? Lao thẳng vào họng pháo đối phương mà không hề bỏ chạy. Bởi vì nó được chỉ huy bởi một trong những tướng rất là mạnh của mình. À đây là rồi, à đây là rồi. Đưa lại em ơi. Đưa lại, nó hết pháo binh rồi. Nó hết pháo binh rồi, chúng ta có thể từ đấy. Nó hết pháo binh rồi, cứ từ đấy. Ôi, hình như giống nào.
tiến lên. Tiến lên. À, mấy thằng áo kìa, mấy thằng áo kìa, từ từ đứng đây em ơi. Phía cánh bên này thì ủa, bên kia thì bên kia có thằng tiếp viện đằng sau lưng mình kìa. Ở đây chúng ta có một cái lợi thế này, chúng ta có thể cho quân lấp ở đằng sau cái tường rào này. Đây rồi, đấy, lấp sau cái tường rào này, bắn. Kinh nhỉ, thằng kỵ binh này của nó lì đấy. Đây rồi. Ok, chúng nó lại chạy ra đây này. Bọn này đánh kiểu gì nhỉ? Nhanh 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 giúp ta. Cánh bên này nó không ăn được, nó lại sang bên này nó ăn. Rút mạnh ra đã. Bộ gì? Phá binh đâu rồi, lã cấp tập vào đây cho anh. Nằm mềm chiến trường đấy. Nó đang ra nó đuổi cánh quân bên kia. Ăn đây. Làm mềm chiến trường nữa. Thế buổi nay cứ vác lên lên mà đánh nhau cho nó lạnh. Không gì phải bắn. Rồi cánh bên này cứ từ từ cho chúng nó dàn quân trước đi. Pháo binh của chúng ta sẽ làm mềm chiến trường trước đã. Rồi lấy bên này trước của nó. Mấy thằng áo, mấy thằng áo vẻ này láo này. Được, tiếp tục. Ôi nó tiến ác thế. Ở đây đi, tiếp tục làm mềm chiến trường. Xong rồi đấy, cánh bên này xử lý xong chưa? Thằng này xong. Ăn. Rồi. Không cần bắn, không cần bắn. Sao rồi? Tiến lên nào. Tiếp tục làm mềm chiến trường này. Cánh bên kia đang bị đá bánh mạnh rồi thì bây giờ cánh bên này sẽ để đánh trước. Đây rồi. Cái binh trận này chắc phải đứng vòng ở đây. Úi sổ. Pháo của chúng ta vẫn đang tiếp tục làm mềm chiến trường. Ok, một thằng pháo áo xông lên đây à. Các bạn thấy không, đánh tác chiến trong Napoleon này nó không hề đơn giản tí nào luôn. Các bạn sẽ phải chọn chiến trường để đánh tiếp tục. Các bạn có thể phải di chuyển làm sao cho đội quân của các bạn ở vị trí hợp lý mới đánh được. Rồi thằng này nó sẽ chết. Đánh bên này đi. Hai phe đang dàn quân rồi. Mình nghĩ là mình nên dụ bọn pháo nó về, bọn áo nó tiến về phía này để pháo binh của mình sẽ phát huy được hiệu quả hơn. Ví dụ như đây là mình sẽ dụng nó ra đây. Dụng nó ra đây để nó tiến gần hơn thì pháo binh của mình sẽ phát huy được. Ăn thằng này đã. Pháo binh của mình đang bắn không hợp lý rồi.
bắn vào đây đi em ơi, bắn vào đây, bắn vào đây, chuyển hướng tấn công thẳng. Quái quỷ bạn thấy chưa, nó được chỉ huy bởi thứ rất mạnh nên là có một đội mà nó dám đứng cùng này, nó có chạy đâu, bắn rất lì luôn. Mấy đội này còn đang tiếp tục tiến ra chỗ mình nhé. Không hề biết sợ. Rồi nhá, lùi lại xíu đi em ơi. Để cái binh lùi lại xa một xíu, kéo ăn đòn. Ăn đạn lạc. Chạy chưa? Vẫn chưa chạy à? Hai đạo này rút ra đây. Nó chuẩn bị bắn tạt sườn bây giờ. Đến rồi, cái kìa. Rồi nhá, đứng đây đi. Ừ, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Quán thằng này lốt đấy. Cứ để bọn kia. Bên này xem nào nào. Chà 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 chà. À. Nó dám xông lên rồi. Nó dám xông lên rồi. Mày chết này. Đúng cái này thế nào? Đúng rồi. Chúng ta có một chút bất lợi. Mình biết ngay mà cái thằng này nó bỏ chạy cái nó lại quay lại. Ngay chết là cái bọn đang bắn rồi nó lại quay lại. Trận không hề đơn giản bởi vì là quân áo nó đang chỉ huy được tư lệnh tướng tướng cấp cao nhất của áo chỉ huy trận này. Sao cửa cái khoa này sớm xong rồi. What the? Không ăn được nó à? À xong rồi. Xong rồi ra đây em ơi. Lùi nào. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Nó xong thì mình lùi. Hai đội bên này lên cho anh. Quay nó lại. Lên. Bên này à chuyển đến đây rồi, pháo binh dừng bắn đi. Chỗ này lùi lại xíu, sao tướng của nó chưa chết thì còn căng lắm. Rồi mày thích, mày thích chết à? Chuyển chỗ nào cũng nóng bỏng. Nó sao? Nó xong rồi. Nó xong rồi. Nào, để ta xem bọn áo làm trò gì. Sao? Đang tiến vào như dự thi thần này. Nó đang tiến lên như một vị thần. Đứng vào đây em ơi. Tạp sườn nó cho anh. Rồi. Ơ kìa.
mình chết nhất cái bọn nó khôi phục nó hồi lại chạy đầu nó lại hồi. Có kỵ binh ở bên này mình lùa chết bọn này luôn khỏi hồi. Hai đội súng trường bắn tỉa thử lốt thằng này cho anh. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Nào, chiến trường đây cũng rồi, chúng nó chạy tan nát luôn. Bắn từ nhiều phía chạy rồi. Anh em không phải sợ nữa, xông vào. Đơn vị này bị bắn tạt sườn này, thấy không? Bắn tạt sườn là các bạn sẽ bị thương vong khá lắm. Tư lệnh quân đội áo. Như trận này nên là nó bắn rất chi lì và lính của nó cũng thanh cao đấy. Bọn theo bình thường này còn có gần này quân mà nó vẫn đánh đến cùng thì biết là nó lì. Rồi bên này bắn tạt sườn được chưa? Nó bắt đầu bỏ chạy rồi. One of our units has used all its ammunition, sir. Hết đạn à? Hết đạn à? Đạn thì bọn liều chết à, chạy hết rồi. Còn đám này thôi. Chết hết rồi. Ăn nói. Xung phong. Tư lệnh quân đội áo. Rồi tướng Starhawk đã giải quyết được vấn đề. Ai chả cướp được 11.000 à? Cướp đã. Sau mình cũng chiếm tỉnh này thôi, nhưng mà mình cứ phải cướp đã. Cướp để kiếm tí sẻng. Thằng chó chết Nga ngố kia. Thằng Nga thì nói chung bây giờ mình không sợ. Nó chỉ có một cái lối ra đánh nhận thằng đệ của mình thì mình chiếm lại anh. Để cho thanh niên này xuống nữa. Học tí kinh nghiệm. Lagerzi. Vừa tăng thêm một sao à. Heroic Attacker. Tướng tấn công, huyền thoại. Người hùng tấn công rồi. Toàn là các cái tướng rank. Rank của các tướng của mình. À, tướng đấy là tư lệnh của quân cách mạng đúng không? Người đã lãnh đạo đội quân lật đổ chế độ phong kiến. Đây. 670 được thêm tí tiền nữa. Đây toàn là những tướng phải nói là dày dặn kinh nghiệm chiến trường của mình. Tướng này bắt đầu từ là một cái tướng 3 sao mà bây giờ lên thành tướng 8 sao à? Vậy là cũng khá khá chứ nhỉ. Rồi chiếm đóng bình quân sửa mất 1.400 nhà lính này. À sửa lại cái nhà này và cái nhà kia thì phá đi để xây nhà pháo binh. Rồi nâng nó lên đã để mua ít đội thuyền buôn đây. Cái này là cái gì?
hồi máu à? Ờ cũng được đấy. Cái này tăng happiness, tăng tiền, nhiều thứ hay phết này. Rượu này. Tốt rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc đế quốc áo. Và đây là một cái thông báo rằng là đế quốc áo đã sụp đổ. Trên map của chúng ta bây giờ đối với các cái cường quốc chỉ còn 1, 2, 3 và 4 cường quốc này thôi. Chúng ta đã loại bỏ được hai cường quốc rồi, đó là Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ thì chúng ta đã các cái nước nhỏ, minor này là các quốc gia nhỏ. Thì phần lớn đều là đồng minh hoặc đều là chư hầu của chúng ta rồi. Như vậy là chúng ta đã thống nhất được tất cả các quốc gia nói tiếng Đức. Kế hoạch tiếp theo của mình là bây giờ mình không biết mình có muốn đánh tiếp thằng này không, bởi vì thằng Thụy Điển này nó đang chiến tranh với thằng Nga. Đây. Và nó cũng đang giao thương với mình nữa. Nó đồng minh với thằng này thì mình lại đang chiến tranh với thằng đấy. Nhưng mà dù sao thì nó cũng không ghét mình, bởi vì mình nó vẫn đang đánh nhau với thằng Nga. Rồi, chúng ta có 90.000. Và mình nghĩ là mình đang cần phải mua phá phản lực à? Ờ, thôi được, hết đợt này đi á, rồi tính. Ủa, mình mua... Mình sắp có đội phá phản lực đầu tiên à? Trên đoàn này à, phá quen. Thằng Tây Ban Nha, hai quân đoàn đóng phía Nam, ba quân đoàn ở phương Bắc, phương Nam có hai quân đoàn. Hai quân đoàn này thì khá là dày dặn kinh nghiệm rồi. Chẳng còn cái công nghệ gì để nghiên cứu nữa. Hết à? Chúng ta hết cái để nghiên cứu rồi, bây giờ chỉ chờ nghiên cứu xong lốt cái này thôi. Cái này lên này này, Rift Fire Cannon này, tăng này, cái này mạnh, rất mạnh cho hải quân. Cái này thì dạy cho lục quân. Được, hải quân chúng ta đang phát triển. Được rồi. Một lượt nữa là mình có thể mua được đội thuyền chiến rồi, phát lượt đã. Von Stamhot. Thằng Nga nó xin hòa bình. Mình bây giờ lại không ngán, không cần hòa bình. Nó đang chiến tranh với thằng đệ của mình, nó xin hòa bình để nó đánh đệ mình. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture. Chúng ta đã có đội phá phản lực rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám chết đi. Và cái toàn tướng 9 sao này sợ gì? Đâu cái đội này lên thì có thuyền chiến đấy. Ô mà mình trời ơi, hạm đội phương Bắc, hạm đội phương Nam đây rồi. Như này mất 10 lượt nữa cơ mà, còn lâu lắm, chúng ta còn rất lâu nữa. Làm cái tháp canh lên đây nhỉ. Tỉnh này à, mình chiến tranh với thằng này à? Có khi mình sẽ thực hiện. Ai à, dồi ôi, hạm đội của Pháp rất mạnh đang đóng ở đây. Và khả năng cao ở đây, dồi ôi, đông lắm. Khu vực phía Nam này cũng không ra, không kém gì đâu. Phía Bắc này thì à, chưa biết thế nào. Hạm đội Anh đâu nhỉ?
Nói chung là bây giờ hải quân của chúng ta còn bé tí, tuổi tí luôn. Ja, weitere Befehle, Sir. Linke Seite, Sir. Marsch. Eure Befehle. Wir triumphieren. Bereit machen und Befehl erwarten. Bereit machen und Befehl erwarten. Hay quá. Ui dồi ôi, sao lắm skill thế này. Một tòa tinh thần chiến đấu super hot, cộng 2 vào tinh thần chiến đấu, một attacker trên lane. Ồ ổn. Đi master về sau. Yes sir. Ồ tuyến này, tướng này tuyệt vời luôn rồi. Học được cả hai cái này thì nó học cả Dean Master, Aztecker, trên lên. Ôi tướng này tuyệt vời, học mỗi Seagate nữa là tuyệt. Yeah. Cavalry, Super Rod. Chắc chắn nó sẽ học một cái skill. Rồi. Tướng này là một tướng kỵ binh. Tuyệt vời, học được toàn skill tuyệt. Wow. Xếp phần thương. Đây. Rút vào đây ạ. Yes, linke Seite, Marsch. Truppen, alles bereit machen. Rồi, đứng ở đây để hồi quân cho nó khỏe. Yes, sir. Weiter. Bereit machen. Sir. Tuyệt. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Mình có thể tuyển được thêm mấy tướng nữa nhỉ? Tối đa là 12, mình có thể tuyển được 12 tướng. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng đâu có cần nhiều như thế đâu. Trong khi bên này có một tướng cấp cùi đang đứng ở đây này. Cũng được, không cùi lắm. Thằng Nga. Nga không dám đánh vào đây à? Thôi được. Hai quân đoàn này chờ nó hồi phục một tí mà mình sẽ tiến lên. Cái này là ghê nhỉ, quân Pháp nó mạnh thế. Từ đấy nhá, quân Pháp rất mạnh. Rồi giờ này có lẽ mình nghĩ là nên ổn định lãnh thổ đã. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Ghê lắm, vớ vẩn hải quân nó đuổi đánh. Cho đội thuyền nó đông đông một tí thì chắc nó không dám đánh. Đội quân, đội thuyền nó mỏng quá, nó phơ chết. Nâng cấp nhà cửa lên á, bây giờ mình có tiền là mình sẽ nâng cấp nhà cửa lên một xíu để kiếm xèo. Ngân hàng. Nói chung thì chúng ta không cần chiếm nhiều đất mà chúng ta chiếm ít thôi và chúng ta phát triển mạnh mẽ lên, nâng cấp được lên càng cao càng tốt. Tất nhiên điều kiện kinh tế cho phép thì các bạn cứ nâng lên, còn nếu không cho phép thì từ từ được. Bây giờ thì điều kiện kinh tế mình cũng khá rồi thì mình cứ nâng như thế. Nâng gần hết đấy chứ nhỉ? Quấy. Nâng gần hết rồi. Nói chung là đất của mình bây giờ là ổn rồi. Nói chung là hầu hết là mình đã nâng hầu hết rồi. Hầu hết nhà cửa rồi. Chỉ còn một xíu xíu ở đâu đó. Và cái công trình nhỏ lẻ nó.
Thế rồi. Đến thiết kế của mình hơn 10.000 một lượt. Tuyệt vời. Phát triển được thêm cái đội 4 điểm giao thương ở bên dưới này nữa là mình sẽ cực mạnh luôn. Mình sẽ có 8 điểm giao thương. Lúc đấy phát triển hải quân mạnh mẽ luôn được. Còn giờ phát triển hải quân là vỡ mồm luôn, hết tiền đấy. Đội cận vệ. Cho tướng này lên đây gác cho chắc. Có lên tiếp tục cuộc chiến với người Pháp nhỉ? Đánh thẳng vào thủ đô Paris à? Hay mình sẽ làm mềm chiến trường bằng cách chiếm hai cái tỉnh này phía trên này nhỉ, để khôi phục một cái quốc gia lên. Nhưng mà thủ đô Paris nó được bảo vệ bởi cả quân Tây Ban Nha, liên quân Tây Ban Nha và Pháp, thế này thì ăn làm sao được không? Có cái tỉnh này. Sau này đi do thám Tây Ban Nha cho anh. Do thám ở Tây Ban Nha nữa thì là ổn. Vùng này quân Pháp đóng hơi nhiều ấy. À ha, cả Napoleon. Ui, chết rồi, đội cận vệ già của nó này. Gerard von Butcher sẽ thực hiện một trận chiến với Napoleon nè. Cho nó rực rỡ chứ. Cũng còn một tướng nhá, còn một cái đội lính. Lính đánh lựu đạn xịn xịn nữa của mình ở đâu nhỉ? Đây rồi. Đơn vị thiện chiến như này phải cho vào quân đoàn của tướng von Butcher mới chuẩn. Dieser Ort eignet sich nicht für ein Armeelager. Nein. Yes, sir. Nói chung bây giờ lãnh thổ à thằng Nga. Thôi xong, nó chiếm được cái vùng đất của thằng đệ mình rồi. Mình sẽ chiếm lại vùng đó. Mày đã chọn nhầm thời điểm để chiến tranh rồi. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, tháng sau nó sẽ là before the riot becomes a rebellion. Đây à? Thằng Nga đây à? Mình rút mất một đơn vị quân đi rồi. Rút thì anh cũng ăn được mày nhá. Trận này easy quá. Der Sieg ist unser. Vorwärts für Krone und Vaterland. Verfolgt sie. Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. Auf den Krieg vorbereiten. Quân thì củi dám liễu à? 800 thôi được rồi, không cần. Giờ mình đại gia thì cần gì vài đồng lẻ. Đứng ở đây mà phòng thủ thì tuyệt vời luôn này. Chiếm cái tỉnh này à? Xong giao cái tỉnh này cho thằng đệ mình à? Nhưng mà mình đứng phòng thủ ở đây thì coi như thằng Nga hết cửa đánh nhau mình. Thằng này chắc phải phát triển cái tỉnh này lên rồi.
Dám láo với anh. Thằng này nó vừa tuyên chiến vậy nhỉ? Tuyệt con nhà bà vời luôn. Đã không có việc để làm. Hạm đội này của nó có một chiếc. Không sợ. Sợ nhỉ? Lại có thêm một hạm đội nữa ở đây. Hay quá cơ. Phát triển tiếp một nhà hải quân ở đây nữa. Hạm đội này có thể mình sẽ cho nó một cái vùng đất nào đó ở phía này để nó sẽ chiến đấu của mình. Gì? Thằng Nga còn một quân đoàn đây à? Ăn đi cú, ngon thì vào ăn đi. Mình đề phòng hết tất cả loại tình huống rồi. Hai thằng này, mấy thằng này. Móc lốp được cái tỉnh này thì tốt nhỉ? Đánh vào đây hơi căng. Adios. Amiras. Ôi, nó đoàn đội cận vệ này. Chết rồi, thằng Pháp mạnh quá. Ôi, nó toàn lính đầy cuối rồi. Má. Đội cận vệ. Bọn anh thì cũng bắt đầu phát triển đội lính đầy 4. Giải quyết lốt cái chiến trường phương Bắc á. Mấy cả hai thằng phương Bắc nó đều dám tuyên chiến với mình rồi. Vậy thì mình phải khởi chúng nó thôi. Có điều là chúng ta sẽ chờ. À, vậy cơ. Vậy mình. Thằng Nikolai nhai dép sót này. Grow in strength over time. Nikolai nhai dép sót này. Always act quickly in these instances. Otherwise the uprising may capture a region. Mày chọn nhầm thời điểm để vây rồi. Bây giờ là đến mùa. Bây giờ là đến mùa khô rồi. Ihr ergeben steady. Siegreich und stolz. Bereit für den Erwarten zu befehlen. Alles bereit machen. Bereit machen und Befehl erwarten. Sofort. Ihr ergebenster Diener. Sonst noch etwas? An! Sie wie Fliegen! Der Sieg ist unser! Luyện tí mà lên. Luyện tí mà lên sao vầm ẩm hơn. Bereit machen und Befehl erwarten! Ja? Marsch! Marsch! Kinh thật, thằng này 8 sao rồi cơ. Sir! Vãi nhỉ? 6 sao, 5 sao. Luyện tí là lên cấp ngay. Cho đội lên phá phản lực đi cùng. Nó dám tuyên chiến mình. Hai thằng này tích chết hết cả lượt rồi. Chiếm hết chiến trường phương Bắc luôn. Hình như mình đang đi theo đúng con đường của nó, của Hitler đã làm hay sao. Trận này mình thua về mặt lực lượng à? Chứ không phải đánh, nó vây mình mà. Tướng của mình thì tướng cùi, không sao. Tướng cùi à. Nhiều anh em bảo cần thêm nhiều quân đoàn, nhưng mình chẳng hiểu nhiều quân đoàn để làm gì. Mình có gần này quân đoàn mình còn chẳng biết dùng vào cái việc gì cho hết này.
thực tế từ đầu đến giờ mình chỉ dùng khoảng tầm 3-4 quân đoàn là chủ yếu, còn lại thì chủ yếu là để luyện quân tiếp. Có đánh nhau mấy đâu. Mà thứ hai là các bạn nhiều quân quá thì các bạn đánh thử gì. À tuyệt rồi, tuyệt vời, trận này à, mình đã có được một cái trận tác chiến đô thị rồi. Cho mấy thằng Nikolai nhai dép xốp nó lên nữa nhỉ. Vấn đề là 437. Damn this weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. 300. Ủa đâu được nhỉ? Pháo của nó là pháo hạng nặng, à pháo kéo. Nó không thể di chuyển nhanh được. Được. Chúng ta sẽ cho quân chúng ta đứng lùi đây. Trận này chúng ta sẽ thủ trong thành phố. Thành phố đêm nay đây sao? Chưa chật à? Vẫn có thể cho một đơn vị nữa à? Chưa biết đánh kiểu gì, nhưng mà tầm ngắn thì nguy hiểm lắm. Đặng xa rồi. Pháo đến đây. Dự bị. Yes, sir.
Подкрепление готовы. Артиллерия! Слушаю. Пháo của nó còn lâu mới chạy tới. Артиллерия докладывает. Mà nó mạnh mà. Chết mẹ. Bọn Ligula nhai dép xốp này mà nó tấn công mình trước. Ồ. Nó lại có quá nhiều kỵ binh để mình có thể bắn tấn công pháo nó trước. Đâu. Tập bắn. Ô, đứng sau cái sườn đồi. Càng thế, vị trí không có vị trí bắn. Chết chúng. Chết thì chúng. Phải di chuyển lên trên này một tí rồi. Khi nào nó xông lên thì mình lại bắt đầu rút lại, rút lui. Ai già. Cái đội ngựa pháo kéo này nó có lợi thế là nó di chuyển rất nhanh. Nó có thể cơ động trên chiến trường. Tuy là tầm bắn nó ngắn nhưng mà nó cơ động nên là nó vẫn có thể lợi thế được. Vãi chưởng nhờ nó cho pháo lên trên này. Nó cho pháo di chuyển lên trên để làm gì nhỉ? Nó bắt đầu ăn đòn rồi, bắt đầu bị nhấp nháy rồi. Nhưng mà nó mà di chuyển lên phát là mình phải rút lại ngay. Ui. Yeah.
nhanh. Chết mẹ, mất khẩu pháo mất. Our men are running, sir. Coi như hy sinh đội pháo đi. Không chưa đỡ được, phải kích làm sao cho quân nó lên. Quân nó xông lên rồi đấy. Người lại đi, người lại đi, đội kỵ binh đâu rồi, người lại đi. Người lại đi, người lại đi, dụ nó lên thôi. Chắc phải như này mới dụ được đội kỵ binh của nó lên. Nó lên hết đội kỵ binh thì mình mới ăn được đội pháo của nó. Mình đang bị bỏ hết cái pháo này đi bằng thay bằng pháo phản lực mà. Bây giờ thì nói chung là nó vẫn còn đông kỵ binh lắm, nó còn một quá nhiều kỵ binh kìa. Làm nào bây giờ? Lần này chúng ta lại không có cái lợi thế. Dù mãi mới được 3-4 đội kỵ binh nó xông lên. Đây vẫn còn một tướng nữa. Kinh không? Pháo của nó có kỵ binh yểm trợ. Hai đội pháo này thực ra cũng không mất đâu mà. Hoặc là mình sẽ phải dẹp được một bên pháo nhỉ. Làm nào để rửa chúng ta đến được nhỉ. Công đâu, quân vãi trưởng cho pháo đứng trước, bộ binh đứng sau. Mình xông lên thì mình biết ăn lạ đạn pháo chết mất. Mình anh kiểu dế bây giờ chứ. Có ghê. Không công rồi. Cái binh của phổ thì không có giáp nên là đam thì ổn mà phòng thủ hơi kém. Và ngựa cô giắc à? Vai nó khôn thật, nó rất nhiều kỵ binh mà nó không chịu tấn công. Quân của mình thì đang bị thương nặng. Nếu cứ đứng nhau nhìn nhau thế này thì nó không di chuyển đâu. Có lẽ là mình sẽ phải tính chỗ khác à? Di chuyển chiến trường ra đây. Bắt nó phải di chuyển.
không thể cho kỵ binh tấn công nếu mà không có bộ binh yểm trợ. Các bạn nhớ điều đấy cho mình. Đó là một trong những sai lầm chết người của tướng Snay. Có một điều không hiểu là tại sao ông ấy làm như vậy trong cái trận Waterloo. Ông cho bộ binh tấn công mà không có kỵ binh tấn công mà không có pháo binh kỵ binh hiểm trợ, kỵ binh tấn công mà không có bộ binh hiểm trợ. Chỉ có trời mới hiểu. Tương quan lực lượng là nó vẫn nhỉnh hơn mình một xíu mà. Không ẩu được đâu. Chỗ này không thể đánh ẩu được. Chưa thấy nó di chuyển. Đông quá nhỉ. Thủ được ở trong nhà này thì tốt quá, nếu mình chơi phòng thủ mình thủ ở trong cái nhà này thì quá tuyệt vời luôn. Năm đơn vị. À. Rồi, ra tiếp từ mấy đội kỵ binh của nó ra đây rồi. Khử. Ai rồi? Xong. Mình sẵn sàng nhá. Ăn rồi. À, dàn quân ra đây rồi ạ. Pháo chưa xịt di chuyển à. Nếu mình không nhầm thì pháo của nó cũng đang không có người bảo vệ. Làm đội pháo này trước đã. Quân của mình thương nặng quá. Binh của nó này. Wow. Our men are running, sir. Chà, quân của nó ẩn nấp à? Lại xoay đội hình ra đây rồi. Tiếp chiến với thằng Nga này.
rồi. Pháo rồi. Nhựa của nó này. Ăn đi em ơi. Quân bên này xông lên. Quân này sắp hồi rồi. Sợ. Ôi, pháo binh à? Tiếp ra đây. Loại bỏ hai khẩu pháo của nó chết á. Để bộ binh của mình không kịp. Ô chết, trận này ăn no đòn cho. Không thế này thì bộ... Đừng chạy vội, hai đội kỵ binh còn lại. Rồi, áp sát pháo của nó là được rồi. Trời ơi, bộ binh cánh này lên à. Tướng của mình này, tướng cùi. Xong rồi, xong rồi. Ăn được. Ngon đi, ăn đi. Xong, hai đội kỵ binh đã hoàn thành nhiệm vụ rút ra. Tướng cùi anh cũng ăn là hết. Xử lý xong hai đội pháo của nó rồi. Đâu rồi, mấy thằng này chạy chậm thế. Nên lên xem nào. Đây rồi. Tiếp tục đã lên. Ép sốt này làm sao mà bắn được cái mình. Quá đội kỵ binh nó loại bỏ được hai mấy khẩu pháo nó không đủ mặt. Các bạn thấy sự khác biệt giữa tướng mạnh và tướng cùi khi trong khi chỉ huy quân đội chưa? Các vị tướng mà mạnh ấy nó chỉ huy tuyệt vời luôn. Quân thì vẫn vậy thôi, nhưng mà tướng mạnh thì nó khác hẳn. Rồi, cái đấu súng thì mình không sợ. Đấu súng thì bọn Nga này mình không sợ. Sợ một xíu nào luôn. Rồi, xong. Nó bắt đầu hỗn loạn đội hình rồi. Bắt đầu bỏ chạy rồi. Ừ.
giờ nó vừa chui vào trong này đâu nhỉ? Ô, quân bỏ chạy à? Sao lại bỏ chạy? Dám đuổi, dám công thành của anh cơ mà. Sao lại bỏ chạy? Cái này người ta không gọi là bỏ chạy mà gọi là cái gì nhỉ? Rút lui chiến thuật à? Ờ. Nga nó bỏ chạy thật đấy. Mấy thằng Nikolai nhai dép xốp nó bỏ chạy này. Thôi được, cho mày rút lui. Ta chỉ được chỉ huy một vị tướng chưa được vững cấp, rất bùi, nhưng mà vẫn chiến thắng trong trận đánh này. Phải nói đây cũng là một điều vinh diệu rồi. Không dễ dàng gì mà ăn được nó đâu. Ai chà. Hả? Từ từ. À, rút vào rừng để đánh nhau mình à? Được anh em, đến đây, đến đây. Có vẻ là không có ý định bỏ chạy đâu. Victory như giống rồi. Đang chờ để phát triển hải quân thôi. Mày. Đúng rồi, chúng ta không mất đơn vị quân nào cả đây. Chúng ta thêm được thằng này nữa. Rồi. Ăn nó đâu nhỉ? Trận này mày vẫn chưa chịu chết à? Vẫn chưa chịu chết à? Láo này. Rồi xong, chúng ta đã chiếm được tỉnh này rồi. Nhưng mà ngon thì lâm cái này lên nữa này. Đứng đây thủ với Nga chơi cho vui nhỉ? Đến mùa xuân rồi, thằng Nga đừng dọa anh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xếp vào đó.